Hãng tin Reuters dẫn lời người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF, chuẩn đô đốc Daniel Hagari cho biết quân đội Israel đang tiếp tục mở rộng các hoạt động trên bộ nhằm vào các trung tâm của lực lượng vũ trang Hamas trên toàn dải Gaza. Hamas cho hay các tay súng của lực lượng đã giao tranh với quân đội Israel ở một khu vực cách thành phố Khan Yunis nằm ở phía nam dải Gaza 2 km. Hãng tin Reuters dẫn lời một số người dân tại khu vực cho biết họ có thể nghe thấy xe tăng khai hỏa và lo sợ một cuộc tấn công trên bộ mới của Israel đang diễn ra. Tổng tham mưu trưởng IDF, Trung tướng Hezi Hovi xác nhận quân đội Israel đã tiến hành cuộc tấn công trên bộ và miền nam Gaza. Ông Hervey tuyên bố các hành động của IDF ở phía nam dải Gaza cũng sẽ mạnh mẽ và hiệu quả không kém các hành động ở phía bắc. IDF sẽ hành động triệt để ở phía bắc dải Gaza và cũng đang làm điều đó ở phía nam dải Gaza. Quân đội Israel trước đó đã yêu cầu người dân ở các khu vực lân cận thành phố Khan Yunis sơ tán nhưng không đưa ra bất kỳ thông báo nào về cuộc tấn công trên bộ ở phía nam.